Rồi em xin chào tất cả những anh em đam mê cây mai vàng ha Thì hôm nay là ngày 23 tháng 8 âm lịch mình ha Thì hôm nay em lên với cái tiêu đề ha Thúc nụ mai vàng Đối với những cái cây mà bây giờ nó đang chạy đọt Và cái cách thối phân như thế nào Để mang lại hiệu quả cho cây mai của mình Nó lên nụ nhanh ha Thì tất cả hổng đại thì anh em cũng biết là vào mùa mưa bão thì đối với những cây mai mà cũng có rất nhiều rất rất nhiều thậm chí luôn cả nhà vườn luôn ha chứ không riêng gì mà những anh em mà dạng mà chơi tại nhà thì ở đây là em chia sẻ cái cách này là cái thứ nhất là mình cái cách căn thẻ bên ngoài và cái thứ hai là cái cách mình phối phân mình phối phân như thế nào để cho cái cây mai của mình nó mang lại hiệu quả tức là những cái pha phân tưới gốc và phun qua tàn là những loại nào mà để cho cây mai của mình nó lên nụ nhanh. Chứ trong thời điểm hiện tại bây giờ đối với những cái cây mai mà bây giờ nó nó vẫn còn chạy đọt. Thì bây giờ là cuối tháng 8 rồi ha, gần tháng 9 gần bước sang tháng 9 chỉ còn một tuần lễ nữa là vườn em nó đến cái cử phân kế tiếp rồi ha. Thì bây giờ anh em mình nên thúc, nên thúc ha. Và tại sao thúc? À, tại sao mà mình em gọi là thúc nụ trong thời điểm hiện tại bây giờ Ha, và cái cách phân bón thì một tí nữa em sẽ nói sau tại phối phân nó có rất nhiều loại phân và em sẽ đưa ra những loại phân nào mà anh em có ha thì mình sử dụng cho nó một cách gọi là em tạm gọi là nó hợp lý một tí chứ đừng để cái máy đi đọt ha rồi thì về việc thúc nụ em sẽ nói sơ lược tại sao mà mình phải thúc nụ cho cây mai mà trong giai đoạn cuối tháng 8 và đầu tháng tháng 9 âm lịch mình ha thì tính đến thời điểm này nên nó bây giờ là còn không bao nhiêu ngày nữa tức là khoảng 3 tháng à, khoảng hơn 3 tháng nữa thì đến ngày lạc lá bây giờ thời tháng 8 ha tức là còn 7 ngày nữa đến tháng 9 thì bắt đầu em, em em đếm ha em đếm tháng 9 nè tháng 10 ha tháng 11 và 12 thì 3 tháng 3 tháng thì cộng thêm 3 tháng 7 ngày thì nó còn khoảng 3 tháng 1 3 tháng một tuần đó là 90 ngày nó còn khoảng là khoảng ha khoảng chứ em cũng chưa tính ha khoảng 100 ngày nữa tức là trên dưới 100 ngày ha thì đến ngày lặt lá rồi tức là nó hơn 3 tháng nữa thì mình đã đến ngày lặt lá thì trong thời điểm hiện tại bây giờ đối với những cây mai mà của anh em mà nó vẫn còn đi đọt nó chưa vô nụ thì đến tết ha thì cái thời gian đó thì những cái nụ đó nó không có trễ ha tức là nó không có trễ ở đây em nó không có trễ nhưng mà những cái nụ đó nó lên là nó bị non ha cái thứ nhất là nó bị non và cái thứ hai tức là nó non nó chưa đủ độ già ha thì những cái nụ non á, nó nở như thế nào là cái thứ nhất là những nụ non nè ha những nụ non trước ha tức là thời điểm này mình chưa lên nụ á thì tết là những cây mai của mình á là nó bị nụ non nhiều thì những nụ non là cái thứ nhất nó nở ít bông ít bông ha cái thứ hai thì ít bông nó xong sẽ không cho ra cái bông chùm và cái thứ hai về cái độ nở á, cái tức là cái sức mà cái căng bông và cái màu của cái hoa và cái cuốn hoa nó cũng không bằng không bằng những cái nụ già tại vì khi mà cái nụ già mà nó đã bung rồi khi mà nó đã bung rồi kéo một cái vỏ lụa đầu tiên thì những cái nụ già đó cái bông nó rất là đẹp tại vì nó đủ em tạm gọi ha là nó đủ, đủ tuổi nó đủ ngày đủ ngày ha tức là nó hấp thụ dinh dưỡng được lâu ngày hơn những cái nụ non thì những cái dinh dưỡng đó đó nó sẽ tập trung trong cái nụ nhiều hơn thì cái độ nở của nó tức là khi mà nó đã bung ra rồi thì cánh bông nó thẳng cánh này ha là cái thứ nhất cái màu nó cũng đẹp hơn tại vì nó đã được nuôi một thời gian nhất định ha tức là nó đủ già còn những nụ non thì những cái nụ già nó cũng nở từ từ ha, chứ nó không, không có bung như cái nụ non. Còn những cái nụ non á, thì nó sẽ có cái hiện tượng như thế này. Bắt đầu vào tháng 10 và tháng 11 ha, nhất là cái tháng 11. Thì những cái nụ non đó, đó mà mình chăm không khéo, nó bung rất là nhanh. Nó bung rất là nhanh ha, thì anh em mình nên lưu ý, anh em nhất là những anh em chơi cây mai tại nhà ha, lưu ý với em, những cái nụ non nó bung rất là nhanh tại sao nó bung nhanh hơn cái nụ già tại vì cái nụ non á tức là nó chưa đủ thời gian nó chưa đủ dinh dưỡng ha tức là cái lớp vỏ trấu nó nó chỉ có là một hoặc là hai lớp hoặc là dữ lắm là ba lớp ha ba lớp vỏ trấu ha, tức là những cái nụ mà đối với cây mai này ha thì nam mình nhìn xem ha thì ra ở đây nè nó ôm nụ nè nam mình nhìn xem nè ở trong nó ôm nụ trước ha tức là nó bắt đầu nó chuẩn bị chuyển vàng tức là nó già thì nó những cái nụ già <laughs> nó sẽ được nhiều lớp vỏ trấu hơn cho nên nó sẽ bung chậm hơn tức là những cái nụ chắc ha nó sẽ bung chậm hơn còn những cái nụ non á, nó chỉ khoảng 2 đến 3 lớp hoặc là một hoặc là hai lớp vỏ trấu thì gặp khi mà mình chăm không khéo mình chăm không khéo ha thì gặp cái thời tiết bất lợi là cái thứ nhất ví dụ như mình mình cắt nước hay là như thế nào đó mình chăm cái chế độ nước của mình nó không à, không điều độ thì tháng 11 nhiều khi ổng vẫn còn mưa ha nó rớt một cây mưa thì những cái nụ non nó bung mà khi mà tháng 11 mà nó đã bung rồi thì cây mai đó đó tết mình ha tết mình chơi ha nó vẫn còn nụ nhưng mà nó rất ít tức là khi mà mình xuống lá nó nở là cái thứ nhất là nó nở không được nhiều là cái thứ hai ha và cái thứ hai á mình nhìn bông nó nở lưa thưa lưa thưa nó không có đặc thì cái cây mai đó nó không được đẹp thôi ha nhưng mà chơi tại nhà có thể chống chế mình chơi được rồi đó là cái nụ non và tại sao mà em kêu thuốc nụ trong thời điểm hiện tại bây giờ rồi về, về vấn đề phân bón phân bón ha thì gồm có tưới gốc và phun qua tàn những clip trước em cũng đã có nói rồi thì bây giờ em xin nói ha, cái bằng nói chi tiết hơn một tí để cho nam thì cái mai cái này nè, thì nam mình xem ha, Nụ á thì những clip trước em cũng đã có nói rồi, nó sẽ đóng từ trong ra ngoài, nè. đây nè ha, nó ví vụ đây là cái lá nè, lá này nó bị sâu rồi nè, nó nó sẽ đóng từ trong ra ngoài, đó, trong ra ngoài ha, tức là từ trong này nè bắt đầu nó ra ngoài, thì ngoài này nó sẽ ra cái đầu kim, đúng không? Đó. đầu kim là bắt đầu từ những đầu kim nó sẽ tưởng tượng rồi ở ngoài này nó đi đọt rồi á thì bây giờ mình xử lý cái cách đầu tiên mình chưa khoan thiệp chưa chưa khoan hà thì vào cái vấn đề phân bón trước ha thì bây giờ cái cách đầu tiên mình can thiệp là mình ngắt đọt những clip trước em cũng đã nói rồi đọt đi như như thế này đúng không nếu mà cây mai của anh em mình trong trong cậy á tức là trong chỗ này mà nó đã lên kia mà nó chưa âm nụ thì bây giờ là cái đọt nó ra vậy nè đúng không những cái nụ bên trong nếu mà cây mai của anh em mình nụ bên trong nó đã tượng thành tức là nó đã phân quá mầm qua nó đã có một số nụ bên trong rồi mà ở ngoài nó vẫn còn đầu kim thì anh em mình ngắt mắm ngắt mắm tức là ngắt cái ngay cái đầu đọt mình chừa lại một hoặc là hai cái mầm ha cái đó là cái thứ nhất rồi những cây mai mà của anh em nó chỉ mới vừa lên kim tức là nó vừa lên kim thôi nó chưa có những cái cành mà nằm sát bên trong nó chưa có nụ em ví dụ đi ha nó chưa có nụ ví dụ gì trong đây nó nó nè như này là nụ đúng không nhưng mà cây mai của anh em nằm trong cậy á tức là trong kẹt á mà nó mới lên kim thôi thì cái cách ngắt đọt như thế nào thì nó ra đọt như vậy thì anh em ngắt sát đừng ngắt nóng mà ngắt sát tức là ngắt sát đây nè em cho anh em mình xem ha để ngắt sát là vậy thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nhanh hơn còn những cái mắt lá như thế này nè thì ở trong này nè những cái nụ mà nó bự á, nó bự rồi ha nó nó bự nhưng mà ở ngoài nó chỉ là đầu kim nó chưa lên nụ thì anh em mình ngắt mình anh em mình chừa khoảng một hoặc hai cái mầm ha là cái thứ nhất á, để cho cây mai của mình nó ra từ từ tức là nó hình thành phân hóa mầm qua từ từ bên ngoài để mà nó còn cái để mà nó giữ những cái nụ bên trong đó là cái cách ngắt đọt ha rồi cách ngắt đọt rồi những cái cây mai đây nè như đọt cái vậy luôn nè nó đúng không ở ngoài đầu kim đi nè đó thì đọt nè bây giờ là những cây mai mà của anh em mình đó là nó đầu kim không nụ chỉ là khoảng 10% phần trăm thôi ha thì ngắt dây nè tức là ngắt sát vậy luôn ha mình chừa chỉ là một cái đọt này thôi còn sau này cái đọt này nó ra có thể nó gặp lân cao cái đầu kim như thế này nè có thể nó gặp lân cao thì nó sẽ ôm nụ đó là các ngắt đọt là cái thứ nhất cái thứ hai dằn dây thì dằn dây em cũng đã có nói rồi lắc xuống kéo xuống hay là lắc qua lắc lại thì cái đó những cái cách đó và cái cách cắt nước thì nó cũng làm cho cây mai của mình nó lên nụ nhanh tại vì những cái cách đó nó làm cho cây mai của mình nó khăn lại nó già lại ha thì nó lên nụ rất là nhanh rồi đó là cái cách mà mình can thiệp bên ngoài tác động bên ngoài ha rồi phân thuốc thì những cây mai mà nó đi đọt dày ha nó đi đọt dày thì anh em cứ duy trì ngắt liên tục ngắt liên tục đừng để cho nó uh, cái bằng mà uh, nó, ra đọt nhiều ha thì còn về phân thuốc về phân tưới gốc có rất nhiều loại phân để mà làm cho cây mai của mình nó già lại để nó lên nụ thì em sẽ nêu ra điển hình một số loại phân mà anh em nào mà có những loại phân đó thì anh em mình cứ chơi ha là cái thứ nhất ba số 17 anh em mình cộng 10 60 10 như cái clip đầu tháng 8 mỗi thứ 1 gam và lưu ý giúp em không cộng dưỡng rễ tức là trong thời điểm bây giờ cây mai của anh em mình nó chạy đọt quá cắt luôn thằng dưỡng rễ cho em không cộng bất kỳ bất kỳ những loại dưỡng rễ nào nào ba mờ hay là humic em nói đơn giản ha tức là không có cộng chỉ có một gam ba số 17 và một gam 10 số -10, 10, đó là cái cách mà mình kết hợp thân cây mai mình nó lên nụ cũng rất nhanh đó là cái thứ nhất rồi cái thứ hai cái loại phân thứ hai DAB ha anh em mình cộng thêm kali tức là 1 gam DAB ha thì trong thời điểm hiện tại bây giờ hiện tại bây giờ thì anh em mình nên ưu tiên lân cao ha hoặc là 2 gam DAB nè anh em mình cộng 1 gam cái thằng kali đơn 2 gam DAB cộng 1 gam kali đơn còn riêng về ca thằng DAB thì anh em mình nếu xài DAB thì anh em mình có thể nếu mà chiều tưới sáng anh em mình ngâm trước ha sáng anh em mình ngâm trước ngâm cho nó loãng ra rồi chiều mình dùng kali vô mình quậy mình tưới gốc ha cái đó là cái cách đi phân dưới gốc thứ hai và cái cách thứ ba vẫn là ba số 17 một gam ba số 17 anh em mình cộng một gam lân đơn tức là super be lân tức là bây giờ là mình anh em mình nên ưu tiên những loại phân gì mà nó có hàm lượng lân cao thì nó sẽ làm cho cái đầu kim và cái nụ mình nó lên nhanh hơn để mà nó còn kịp tết ha rồi cái đó là cái những cái loại phân tưới gốc hoặc là anh em có thể tưới súp be lân một mình thằng thằng súp be lân cũng được nhưng mà trong cái thời điểm như thế này nè thì bắt đầu mình tăng cái hàm lân cao lên tí tăng cái hàm lượng lân tức là lúc trước em từ 1 đến 2 gram thì bây giờ mình tưới 3 gram 3 gram cho một lít nước mình quậy mình tưới hoặc là có thể mình gãy gốc gãy gốc ha rồi cái đó là những loại phân mà mình tưới gốc ha rồi phun qua tàn thì mình cũng có thể kết hợp giữa tứ gốc và phun qua tàn thì ba số 17 bảy bây giờ là mình thúc nụ thì mình cần cho cây mai của mình nó lên nụ nhanh để mà nó còn đủ già để mà nó kịp tết thì bây giờ anh em mình dưới gốc anh em mình vẫn duy trì hai gam ba số 17 hai gam ba số 17 ha không cộng dưỡng rễ một tuần lễ sau bây giờ là thúc nụ thì mình kéo cái thời gian tức là cái khoảng cách mà mình phun qua tàn và cái khoảng cách mà mình tưới gốc nó gần là một tí. Tức là bây giờ là mình tưới 2 g 367 không cộng dưỡng rễ. Rồi một tuần lễ sau hoặc là giữ lắm một 10 ngày sau ha. Một tuần ha, hoặc là 10 ngày. Thì anh em mình phun qua tàn 10 6 10 10 hoặc là 10 5 5 10. Thì ở đây em có hai loại thì em cho anh em mình tham khảo ha. Thì về việc mà phun qua tàn thì đối với thằng 10 60 10 hay là thằng 10 55 10 thì bây giờ anh em mình à, pha 2g gram, 2g gram lưng ha anh em mình lưu ý kỹ giúp em là 2g lưng tức là nó khoảng 1g rưỡi cho 1 lít nước ha khoảng 1g rưỡi cho 1 lít nước tức là dưới 2g cho 1 lít nước 10 60 10 này nè hoặc là 10 55, 10 còn nếu mà cái cây mai của anh em mình nó đã đủ khỏe thì có thể tưới 2 gam 2 gam nhưng mà anh em mình canh lưng lưng ha đừng có mà làm dụng nó quá thì đối với dễ giới việc mà mình phun qua tàn á hai thằng này nè nó như nhau cái công dụng của nó như nhau tức là nó phân quá mầm qua ha phân quá mầm qua đó thì nó làm cho cái cây mai của mình từ những đầu kim mà nó lên nụ rất là nhanh thì hai loại này tức là 2 gam trở lại trong một lít nước thì về việc mà hai loại phân này nè anh em mình phun qua tàn thì nó ôm nụ rất là nhanh tại vì hai cái dòng này là nó chuyên để dành cho phun qua lá nhưng mà anh em mình vẫn tưới gốc được ha tưới gốc được thì anh em mình cứ kết hợp tất cả các cách và những loại phân mà em vừa nêu lên thì những cây mai mà của anh em của mình á, trong hiện thời bây giờ nó đang chạy đọt á, nó chạy rất mạnh ha thì nó sẽ lên nụ rất là nhanh có thể bây giờ là anh em mình Bây giờ anh có thể anh em mình phun nè, nó phun được nè. Tức là bây giờ là 23 tháng 8 thì còn uh, một tuần nữa thì bước sang tháng 9 đúng không? Thì bây giờ anh em có thể mình phun. Phun qua tàn được rồi ha, tức là phun hai cái loại đó. Ha, phun qua tàn thì bắt đầu đầu tháng 9 anh em mình đi phần dưới gốc. Thì đi dưới gốc anh em có thể mình đi 3617 là cái thứ nhất. Hoặc là có thể anh em mình đi DAB. Thì cái việc DAB hồi nãy em cũng đã có nói rồi, 2 gram DAB cộng 1 gam kali đơn và cái vấn đề mà kali thì anh em mình cũng nên lưu ý ha. em hỗ trợ kali vô để làm cho cây mai của mình nó đứng lại nó đứng đọt lại tức là nó khẳng cây lại thì nó lên nụ rất là nhanh ha nhưng mà anh em mình cũng không nên lạm dụng kali nhiều quá ha không nên lạm dụng kali nhiều quá ha thì anh em khi mà anh em mình tưới gốc một cử và phun được một cử hoa tàn rồi thì anh em mình xem lại cái cây mai của anh em của mình Nó như thế nào Rồi lúc đó mình hãy can thiệp tiếp ha Rồi thì clip này thì em cũng xin chia sẻ ha Đến với tất cả những anh em mà đam mê cây mai vàng Có cái cách để mà mình cho cái cây mai của mình nó lên nụ nhanh ha Để mà còn đủ già đủ đẹp ha Mà chơi Tết Rồi thì em xin tạm biệt tất cả anh em ha Hẹn anh em lại clip sau